Mình là Tùng, hiện mình đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở trường Đại học Miếng Chi. Sau khi mình tốt nghiệp, mình đã và đang làm gì để duy trì cuộc sống cũng như là ở lại Hàn Quốc? Các bạn có thắc mắc visa D9 là visa gì đúng không? Ai có thể đổi được visa này và điều kiện? Hồ sơ để nộp lên cục xuất nhập cảnh rất là cần thiết. Xin chào các bạn. Mình là Tùng, hiện mình đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở trường Đại học Miếng Chi tại Hàn Quốc. Chắc là rất nhiều bạn đang thắc mắc là sau khi mình tốt nghiệp mình đã và đang làm gì để duy trì cuộc sống cũng như là ở lại Hàn Quốc. Thì sau khi tốt nghiệp mình đã đổi sang visa D10 với thời hạn là 1 năm rưỡi. Công việc chính của mình thì vẫn đang là kinh doanh về các mặt hàng về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và về xuất nhập khẩu. Thì do có vốn kiến thức cũng như là kinh nghiệm về các mảng kinh doanh như vậy nên là mình đã quyết định đổi sang visa D9. Các bạn có thắc mắc visa D9 là visa gì đúng không? Thì visa D9 là visa muyeok kyeonggyeong, có nghĩa là visa kinh doanh buôn bán mậu dịch ở tại Hàn Quốc. Thì visa này cũng được phân ra làm rất nhiều loại và các hình thức kinh doanh khác nhau. Ví dụ như ở visa D92 là kinh doanh lắp đặt và xuất khẩu các thiết bị, visa D93 là kinh doanh xuất khẩu và lắp đặt các thiết bị liên quan đến thủy sản vân vân. Còn loại visa mình đổi thì là đó là visa D91. Visa này có tên tiếng Hàn là Muyok Goyu Kore, nghĩa là kinh doanh buôn bán giao lưu hợp tác. Thì theo các bạn hiểu đó có nghĩa là sau khi mình tốt nghiệp ở tại Hàn Quốc thì mình muốn mở một công ty theo kiểu dạng startup, là để mục đích là giao lưu buôn bán với các công ty của Hàn. Thì đó chính là cái loại visa D91 mình đã đổi qua. Ai có thể đổi được visa này và điều kiện? Thì visa này là visa kinh doanh mậu dịch nên tất cả mọi người có thể đăng ký và đổi qua được visa này, nhưng mà sẽ có những cái điều kiện khác nhau. Ví dụ như kiểu các anh chị mà đang sinh sống và làm việc ở tại Việt Nam muốn đầu tư và mở công ty ở tại Hàn Quốc thì các anh chị và các bạn sẽ phải đầu tư số tiền là 300 triệu won, tương đương với 6 tỷ tiền Việt, bằng hình thức là gửi tiền từ tài khoản ngân hàng Việt Nam qua tài khoản ngân hàng Hàn Quốc và từ tài khoản ngân hàng Hàn Quốc vào sổ tài khoản công ty của các anh chị đang đầu tư và các anh chị mở ra. Và đối với các anh chị hay các bạn đã tốt nghiệp cao học ở tại Hàn Quốc thì các anh chị chỉ việc đầu tư với số tiền là 50 triệu won đến 100 triệu won, tương đương với số tài khoản là 1 tỷ đến 2 tỷ tiền Việt, cũng hình thức gửi từ ngân hàng Việt Nam qua ngân hàng Hàn Quốc và vào sổ tài khoản của anh chị công ty anh chị đầu tư hay là muốn mở. Còn đối với các trường hợp như mình là tốt nghiệp đại học ở tại Hàn Quốc thì có một số điều kiện mà các anh chị cần lưu ý, đó là thời gian cư trú ở Hàn Quốc của anh chị là lên là trên 5 năm. Và thứ hai là các anh chị lên tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng. Nếu mà tốt nghiệp ở đại học thì số điểm sẽ cao hơn. Và bắt buộc là các anh chị phải có topic, điểm đó sẽ được cộng vào cho các anh chị. Và các anh chị bắt buộc phải là có một điều kiện cần và đủ, đó là các anh chị tham gia lớp Muyeok Geonggyeong Kyoryuk. Lớp này sẽ hướng dẫn các anh chị là kinh doanh ở tại Hàn Quốc ra sao và các điều kiện phải kinh doanh ở Hàn Quốc. Khi mà tham gia lớp này xong thì các anh chị sẽ được nhận một cái giấy chứng chỉ hay là chứng nhận là đã tham gia hoàn thành khóa học Muyeok Geonggyeong Kyoryuk. Và khi mà dùng cái giấy chứng nhận đó thì các anh chị cũng được cộng thêm điểm vào để đổi sang visa D91. Anh chị phải đủ 60 điểm trên 160 điểm thì là các anh chị sẽ đổi sang được visa D91 với thời gian cư trú là 1 năm. Hồ sơ để nộp lên cục xuất nhập cảnh rất là cần thiết nên các bạn phải cần tìm hiểu thật kỹ. Cái vấn đề đầu tiên là các bạn phải nhận được cái giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp học hướng dẫn kinh doanh và kinh doanh ở tại Hàn Quốc. Khi mà có giấy đó thì các bạn sẽ qua sở thuế nơi các bạn sinh sống gần nhất để các bạn làm giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong cái lúc mà các bạn làm giấy phép đăng ký kinh doanh, họ sẽ hỏi các bạn một số lý do là các bạn tại sao lại kinh doanh ở Hàn Quốc. Thì đối với các bạn mà
chưa có kinh nghiệm kinh doanh, hay là các bạn đã kinh doanh ở Hàn Quốc nhưng mà với bằng hình thức online mà chưa có cửa hàng, thì các bạn lên khai là khi mà đăng ký kinh doanh là đăng ký kinh doanh online, và địa chỉ mà để các bạn kinh doanh đó chính là địa chỉ ở tại nhà của các bạn. Khi mà có giấy đăng ký kinh doanh cộng với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hai giấy rồi, thì các bạn sẽ bổ sung thêm là giấy hộ chiếu và chứng minh thư D10, và cũng như hợp đồng nhà của các bạn. Đối với các bạn mà vừa mới tốt nghiệp D2 xong thì các bạn cần phải bổ sung thêm là giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm. Rồi sau đó các bạn mang lên đến cục xuất nhập cảnh nơi mình quản lý, mình sinh sống ấy, để các bạn đổi sang visa D91. Đây là một số hồ sơ mình đã đổi thành công sang visa D91. Đó là mình nhận được giấy chứng minh thư visa D91. Và cái thứ hai mình phải có đó là giấy chứng nhận là hoàn thành khóa học Muyok Chon Mun Kyo Yuk ở tại Hàn Quốc. Và giấy tờ thứ ba đó chính là giấy đăng ký kinh doanh ở tại Hàn Quốc của mình. Và tổng kết lại, thì theo cảm nhận của mình thì mình thấy là các bạn đang kinh doanh hay là buôn bán thật ở tại Hàn Quốc thì các bạn lên đổi sang visa D91. Thứ nhất là nó hợp pháp cái chuyện mà các bạn đang kinh doanh ở tại Hàn Quốc. Và cái thứ hai là các bạn vẫn được ở lại Hàn Quốc để làm việc và sinh sống. Nhưng mà các bạn cần phải chú ý khi mà các bạn đã mở công ty hay là các bạn kinh doanh ở Hàn Quốc, các bạn đổi sang visa D91 rồi, thì các bạn chú ý đến khoản là khai thuế và đóng thuế thật đầy đủ. Còn đối với các bạn mà đang đi làm xưởng hay làm quán ăn mà muốn đổi sang visa D91 thì các bạn cần phải thuê thêm một bên là luật sư và một bên văn phòng thuế, để mà bên luật sư hay là văn phòng thuế sẽ kê khai thuế từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cho các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn thuê qua một văn phòng như vậy thì các bạn sẽ phải chịu thêm một cái phần phí thuê như vậy. Và khi mà các bạn đi làm ở xưởng hay là làm ở quán ăn mà chẳng may nó liên quan đến một cái vấn đề gì về lao động thì các bạn cũng bị kết án là lao động bất hợp pháp ở tại Hàn Quốc. Còn đông, mình thấy visa D91, visa kinh doanh này có một ưu điểm rất là lớn, đó là sau khi các bạn 2 năm visa D10 mà các bạn không xin được việc ở tại Hàn Quốc thì các bạn có thể đổi ra visa D91. Là khi mà trong quá trình 1 năm visa D91 các bạn mà xin được việc thì các bạn hoàn toàn có thể hủy giấy phép kinh doanh và không kinh doanh nữa, các bạn đổi sang được visa E7 một cách bình thường. Còn đối với mình thì mình thấy là visa D91 khá là thoải mái và tự do. Nếu mà mình mà có làm ăn hay mình đóng thuế đầy đủ thì mình hoàn toàn có thể xin được visa F2 ở tại Hàn Quốc. Và dài hơn nữa thì các bạn có thể đổi được visa F5 hay là các bạn cư trú lâu dài là thẻ xanh chẳng hạn. Thì mình mong là những cái điều mình chia sẻ về visa D91 cũng như là visa kinh doanh này sẽ giúp ích được cho các bạn là đã và đang chuẩn bị tốt nghiệp ở tại Hàn Quốc. Và mình xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.